Sau khi tiêm vaccine mũi thứ hai, phải nhớ kỹ điều này, kẻo nguy hiểm chết người. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Ở thời điểm hiện tại, nhiều cô bác đã, đang và đợi được tiêm vaccine ngừa COVID-19, có đúng không nào? Có thể cô bác cho rằng cứ tiêm đủ 2 mũi vaccine thì sẽ hoàn toàn yên tâm là bản thân và gia đình của mình đã được bảo vệ rồi, phải không? Tuy nhiên, cho dù cô bác có tiêm đủ 2 mũi mà không cẩn thận thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Và nghiêm trọng hơn chính là xảy ra nhiều vấn đề đe dọa đến sức khỏe cũng như tính mạng. Vậy nên trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ ra 5 lưu ý hết sức quan trọng sau khi hoàn thành cả 2 mũi tiêm. Cô bác chỉ cần ghi nhớ mấy điều này thôi thì không bao giờ lây nhiễm bệnh, tinh thần cũng thoải mái hơn, ít gặp rủi ro về sức khỏe và tránh tâm lý lo lắng không đáng có của bác nhé. Trước tiên, cô bác cần nhớ các phản ứng phụ thường gặp để mình phân biệt với các phản ứng hiếm gặp. Tùy vào mức độ phản ứng thì mình sẽ có biện pháp xử lý phù hợp sao cho đảm bảo an toàn. Sau khi được tiêm xong, cô bác sẽ chờ khoảng 30 phút tại điểm tiêm chủng để nếu có xảy ra sốc phản vệ thì sẽ được cấp cứu kịp thời. Điều này cũng không có gì quá khó khăn bởi ngay khi cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường thì cô bác sẽ nhận ra ngay. Trong vòng nửa tiếng này, nếu cô bác thấy các hiện tượng như là tim bỗng dưng đập nhanh, khó thở, cổ họng sưng tấy, người nổi mề đay hoặc là phát ban thì cô bác phải báo ngay cho các y bác sĩ hoặc là nhân viên y tế gần đó để họ xử lý nhé. Tại cơ sở tiêm chủng, nếu chẳng may cô bác xảy ra vấn đề gì thì đã có lực lượng y tế trợ giúp cho cô bác. Thế nhưng khi về nhà, không có ai giám sát, mình phải tự chăm sóc và theo dõi, nên cô bác bắt buộc phải ghi nhớ các loại phản ứng, dị ứng sau tiêm vaccine của bác nhé, bao gồm cả các phản ứng thông thường và các phản ứng hiếm gặp. Sau khi tiêm vaccine COVID-19, tại vị trí tiêm, cô bác có thể cảm thấy đau, nhiều khi là đau buốt lan ra cả cánh tay, sưng lên, chuyển màu đỏ, nóng và cũng có thể là ngứa. Nếu đau quá sức chịu đựng, cô bác có thể dùng một chiếc khăn sạch và mát đắp hoặc là chườm lên đó để làm dịu các cơn đau nhé. Tiếp nữa là các phản ứng có thể xảy ra trên toàn bộ cơ thể. Phổ biến nhất đó là sốt, ớn lạnh, cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, đầu rất đau, buồn nôn, cơ bắp chân tay cũng nhức mỏi, ê ẩm. Khi cô bác gặp phải các triệu chứng này, thường là cô bác sẽ cảm thấy chán ăn, ăn uống không ngon miệng. Nếu cô bác sốt cao trên 38,5 độ thì có thể dùng thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng, mỗi lần uống cách nhau khoảng 4 đến 6 tiếng của bác nhé. Nếu chỉ hơi nóng, nhiệt độ loanh quanh ở mức 37 độ C thì không cần thiết. Trường hợp dùng thuốc hạ sốt mà cô bác vẫn sốt cao liên tục, không có dấu hiệu hạ sốt thì cô bác nên gọi cho các y bác sĩ theo số điện thoại đã được cung cấp. Khi vừa mới tiêm xong thì các phản ứng này sẽ không xuất hiện ngay mà nó sẽ đến sau khoảng 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Có thể cô bác đã đi tiêm buổi sáng xong, buổi trưa về vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường, nhưng đến buổi tối hôm đó sẽ bắt đầu thấy sốt, đau và mệt. Tuy nhiên các phản ứng thông thường này sẽ tự hết sau vài ngày, nên cô bác cũng không cần quá lo lắng nhé. Chẳng hạn như tình trạng sốt nhẹ từ 38 độ trở xuống sẽ chỉ xuất hiện trong khoảng 1 đến 2 ngày sau khi tiêm. Các phản ứng tại vị trí tiêm sẽ tự khỏi trong khoảng thời gian từ vài ngày đến lâu nhất là 1 tuần thôi. Đau mỏi chân tay cũng sẽ tự khỏi. Một số trường hợp cô bác nào đau quá thì sẽ dùng đến thuốc giảm đau theo hướng dẫn của bác sĩ nhé. Các phản ứng này tuy có thể khiến cho cơ thể trở nên mệt mỏi, thế nhưng không thấy thì lại lo là vaccine không có tác dụng. Nhiều cô bác cứ nghĩ là như vậy. Các phản ứng này sẽ có thể xuất hiện ở người này nhưng lại có thể không xuất hiện ở người kia. Cái này là tùy vào phản ứng của cơ thể đối với vaccine mà thôi. Hay nói dễ hiểu hơn, đó là tùy vào cơ địa đấy cô bác. Trong thực tế thì người trẻ họ thường xảy ra phản ứng nhiều hơn so với các cô bác đã có tuổi. Cô bác hình dung là khi mình đã có tuổi thì các cơ quan đều bị lão hóa, hệ miễn dịch cũng bị suy yếu, không còn nhanh nhạy như khi còn trẻ, cho nên cũng không còn bước phản ứng nhanh. Hơn nữa càng về già thì nhận thức về cơn đau sẽ được nâng cao hơn so với những người trẻ của bác nhé. Tuy nhiên tất cả những điều này không gây bất cứ ảnh hưởng nào đối với vaccine. Ngoài ra, số người gặp phản ứng thật chỉ bằng 1/10 so với những người không có triệu chứng gì, nhưng họ lại thường chia sẻ, kể lại, từ đó hình thành tâm lý lo lắng cho những người xung quanh. Đó là các phản ứng thường gặp của bác nhé. Còn các phản ứng đã gọi là hiếm gặp, có nghĩa là cực kỳ hiếm, trong mấy triệu con người thì chỉ có 1-2 người bị thôi. Tuy nhiên cô bác cũng cần phải biết để nếu chẳng may mình thuộc vào số hiếm đó thì còn biết đường mà xử lý kịp thời của bác nhé. Trong số 10 trường hợp xảy ra sốc phản vệ thì có đến 8 trường hợp là xảy ra trong vòng nửa tiếng sau khi tiêm. Như vậy là vẫn có một tỷ lệ rất nhỏ sốc phản vệ trong thời gian theo dõi tại nhà. Các triệu chứng này gồm có phản ứng phản vệ như mề đay, phù mạch nhanh, khó thở, tức ngực, đau bụng hoặc nôn, tụt huyết áp hoặc là ngất.
rối loạn ý thức kéo dài 1 đến nhiều ngày, co giật kèm theo sốt hoặc là không sốt, áp xe vô khuẩn hoặc áp xe nhiễm khuẩn, do dịch, vùng da sưng phù, nóng đỏ lên và đau khi chạm vào. Hình thành huyết khối với các biểu hiện như là đau đầu dai dẳng, dữ dội, mắt mờ, nhìn một thành hai, đau phù chân, xuất hiện vết bầm trên da hoặc là xuất huyết nội tạng gây ra đau đớn và khó chịu. Tuy là nghiêm trọng hơn so với các phản ứng thông thường, nhưng không có nghĩa là cứ gặp thì sẽ là tử vong. Chỉ là đối với các triệu chứng này thì mình sẽ không thể tự giải quyết được mà cần đến sự trợ giúp của các y bác sĩ. Nên cô bác cũng không cần lo lắng quá nhiều, cô bác nhé. Tiếp theo, cô bác cần hiểu rằng không có bất cứ loại vaccine nào có khả năng bảo vệ tuyệt đối 100%. Sau khi tiêm đủ 2 liều vẫn có thể lây nhiễm dịch bệnh, thế nên vẫn cần tuân thủ các biện pháp 5K. Mới đây, ngay khi vừa kết thúc giãn cách thì Hà Nội đã ghi nhận thêm 2 ca mới trong cộng đồng. Điều đáng nói là 2 ca này đều đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19 đấy cô bác. Một người đã tiêm đủ 2 liều và một người đã hoàn thành mũi 1. Tại sao sau khi tiêm vaccine mà vẫn có thể nhiễm bệnh? Tiêm thế thì tiêm làm gì? Chắc hẳn là nhiều cô bác đang có những thắc mắc này, có đúng không nào? Để hiểu được nguyên nhân tại sao, cô bác cần theo dõi về khả năng bảo vệ của các loại vaccine là như sau. Vaccine Pfizer khả năng bảo vệ là 95%, vaccine Moderna là 94%, vaccine AstraZeneca là 70% và vaccine Verocell là từ 78-79%. Mà trong đó loại đang được tiêm nhiều nhất tại nước ta là AstraZeneca. Và cô bác phải đợi khoảng 2-3 tuần sau khi tiêm mũi thứ hai thì mới có thể đạt được hiệu quả bảo vệ cao nhất của vaccine. Như cô bác đã thấy thì hiệu quả cao nhất cũng không thể đạt được đến mức 100%, có đúng không nào? Tuy nhiên nếu tiêm đủ liều thì triệu chứng sẽ nhẹ và không chuyển biến nặng, giảm nguy cơ tử vong. Nói như vậy để cô bác yên tâm, còn nếu như không muốn bản thân và gia đình trở thành F0 thì cô bác cần duy trì các biện pháp như là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác, khai báo y tế nếu có đi lại giữa các địa phương khác nhau. Ngoài ra, nếu chỉ di chuyển trong phạm vi nhỏ hẹp, cô bác cũng nên ghi nhớ lộ trình của mình, cô bác nhé. Việc này không chỉ bảo vệ bản thân của cô bác mà còn là để bảo vệ cho gia đình và những người xung quanh của bác. Bên cạnh đó, một số cô bác có gửi thắc mắc là đã hoàn thành mũi 1, sắp đến lịch tiêm mũi 2 hoặc là quá lịch tiêm rồi mà vẫn chưa nhận được thông báo, hay thậm chí là được báo rồi nhưng lại quên mất không đi tiêm thì phải làm thế nào? Thật ra, để vaccine đạt hiệu quả tối ưu nhất, cô bác nên tiêm đúng lịch và đảm bảo khoảng cách giữa hai mũi tiêm. Chẳng hạn như AstraZeneca là từ 8-12 tuần, Pfizer là 3 tuần, Moderna là 4 tuần, Verocell là từ 3-4 tuần. Nếu như cô bác lỡ quên mất lịch tiêm mũi 2 thì hoàn toàn có thể tiêm bổ sung sau đó, nhưng nhớ là càng sớm càng tốt vì hiệu quả bảo vệ của vaccine có thể bị giảm xuống. Do đó cô bác nên đánh dấu thời gian lại và sắp xếp thời gian để tránh bỏ lỡ thời điểm vàng tiêm mũi 2 của vaccine. Trong trường hợp đã đến hẹn mà không nhận được thông báo thì cô bác cần chủ động liên hệ với cơ sở tiêm chủng mà mình đã tiêm mũi 1 để được hướng dẫn và sắp xếp cô bác nhé. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên tiêm mũi 2 tại cùng một địa điểm để thuận tiện cho việc theo dõi hồ sơ và lưu trữ dữ liệu cá nhân. Tôi thấy có một vài cô bác là tiêm 2 mũi ở 2 nơi lại còn ghi nhầm địa chỉ nhà. Thành ra bây giờ, người ta chỉ cập nhật là hoàn thành mũi 1 thôi chứ chưa được tiêm mũi 2. Việc này sẽ gây khó khăn cho việc hoàn thiện hồ sơ, chứng nhận ngừa COVID-19. Sắp tới khi quay trở lại cuộc sống bình thường thì cô bác cũng sẽ khó khăn hơn mỗi khi đi lại, cô bác nhé. Ngoài ra, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phục hồi cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch sau khi đã hoàn thành 2 mũi tiêm phòng COVID-19. Do đó, sau khi đã tiêm mũi 2, dù có xảy ra phản ứng phụ hay là không, thì cô bác cũng cần phải tích cực bổ sung nhiều loại thực phẩm sau đây. Đầu tiên, đó chính là nước lọc. Nước sẽ đảm bảo quá trình hấp thu, chuyển hóa năng lượng và đào thải độc tố được hoạt động trơn tru. Đặc biệt, sau khi tiêm vaccine COVID-19, cô bác thường bị sốt nên có thể sẽ bị mất nhiều nước. Do đó, càng phải bổ sung mạnh để đảm bảo lượng nước cần thiết cho cơ thể. Khi uống nước, cô bác nên chú ý uống từ từ và chia nhỏ lượng nước thành nhiều lần. Việc uống nhiều nước một lúc khiến cho lượng mồ hôi bài tiết ra nhiều hơn, không làm giảm cơn khát mà còn làm cho cơ thể mệt mỏi vì mất nhiều chất điện giải đấy cô bác. Ngoài ra, cô bác cũng có thể bổ sung các loại nước từ hoa quả như là chanh, bưởi hay là cam ép. Đây là những loại nước có chứa nhiều vitamin A, vitamin C, rất tốt cho sức đề kháng. Tiếp theo đó là cá. Cá từ lâu đã được biết đến là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Đặc biệt, cá là một loại thịt trắng nên sẽ an toàn hơn rất nhiều so với thịt đỏ như là thịt lợn hay là thịt bò.
trong đó phải kể đến nguồn axit béo omega 3 trong các loại cá béo. Đây chính là hoạt chất tuyệt vời có khả năng chống viêm, giảm cholesterol xấu và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể của bác nhé. Chính vì vậy, nhằm đảm bảo an toàn cũng như nâng cao sức khỏe, sau khi đã tiêm vaccine COVID-19, cô bác nên thường xuyên thêm cá vào trong thực đơn ít nhất là 3 lần mỗi tuần. Thứ ba là nhóm thực phẩm giàu kẽm. Khi đề cập đến khoáng chất thiết yếu thì không thể không nhắc đến kẽm. Đây là vi khoáng cần thiết, có vai trò như là chất xúc tác và cấu trúc của các enzyme chuyển hóa trong cơ thể. Nhờ có kẽm mà cơ thể của bác sẽ mau chóng lành vết thương, tăng cường miễn dịch và duy trì vị giác, khứu giác. Sau khi tiêm, nhiều cô bác cũng thường cảm thấy chán ăn, ăn uống kém hơn hẳn vì thấy không ngon. Thế nên cô bác hãy bổ sung nhiều thực phẩm có chứa hàm lượng kẽm như là tôm, hàu, ghẹ, sò, cua biển, ngũ cốc nguyên hạt để cải thiện cô bác nhé. Và cuối cùng là ăn nhiều rau xanh và trái cây. Ăn nhiều rau xanh và trái cây có thể giúp cho cô bác tránh khỏi các phản ứng phụ nghiêm trọng. Bởi vì hầu hết các loại rau xanh đều có chứa nhiều chất dinh dưỡng và tăng cường khả năng miễn dịch, có lợi cho sức khỏe của đường ruột. Do đó phải bổ sung nhiều rau xanh trong chế độ ăn sau khi tiêm COVID-19. Ngoài ra, các loại gia vị như là nghệ, hành, tỏi đều là những thực phẩm nổi tiếng với đặc tính tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm và giúp giảm căng thẳng. Do đó cô bác cũng nên bổ sung các loại gia vị này trong các bữa ăn. Bên cạnh đó, ăn nhiều các loại quả mọng nước như là cam, quýt, dứa, xoài, chuối, dưa hấu có thể giúp cho cô bác giảm đau và giữ nước cho cơ thể của bác nhé. Và để đạt được hiệu quả tốt nhất thì cô bác nên ăn hoa quả vào buổi sáng của bác nhé. Cô bác chỉ cần đảm bảo ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, theo dõi chặt chẽ các triệu chứng sau khi tiêm và xử lý kịp thời các phản ứng này thì sẽ không xảy ra bất cứ rủi ro nào về sức khỏe. Bên cạnh đó, nếu tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp 5K nữa thì khả năng bảo vệ có thể lên tới 100% luôn của bác nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.